Sau bộ phim Thương Ngày Nắng Về, Huyền Ly Di và Đình Tú vướng tin đồn phim giả tình thật. Giữa những nghi vấn và cả đẩy thuyền từ người hâm mộ, cặp đôi diễn viên liên tục xuất hiện cùng nhau ở các sự kiện giải trí lẫn những khoảnh khắc đời thường. Mới đây, Đình Tú đăng tải loạt ảnh tại buổi họp fan của Huyền Ly Di. Nam diễn viên là khách mời đặc biệt duy nhất trong sự kiện của bạn gái tin đồn. Đình Tú viết, vinh dự khi là vị khách đặc biệt trong buổi offline FC Huyền Ly Di và mong mình cũng sẽ có một buổi tràn ngập hạnh phúc như thế trong tương lai. Phan Minh Huyền mãi đỉnh. Ngay dưới bài viết, Huyền Ly Di để lại bình luận, book photo mà photo toàn chụp Đình Tú. Yêu cầu trả tiền photo đi, đòi mà không chịu trả. Đình Tú liền để lại bình luận trêu đùa, bình thường mà, ngoài kia còn đầy photo còn hơn thế nữa. Tại buổi fan meeting, Đình Tú và Huyền Ly Di đã cùng chia sẻ lại những kỷ niệm, cảm xúc trong quá trình quay phim Thương Ngày Nắng Về. Đình Tú bồi hồi cho biết, xem lại những thước phim này tôi nhớ đoàn phim, nhớ gia đình Thương Ngày Nắng Về. Bọn tôi gặp nhau nhiều hơn gặp những người thân trong gia đình. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.